Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, vào tối qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Tại phường Chánh Nghĩa, đội kiểm tra liên ngành của phường đã tuần tra xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng ở khu vực đường Nguyễn Tri Phương, khu dân cư Chánh Nghĩa và tiến hành xử phạt gần 20 trường hợp vi phạm. Sau khi xử phạt, người vi phạm đã được lực lượng chức năng phường cung cấp khẩu trang y tế miễn phí, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, đội kiểm tra cũng nhắc nhở nhiều trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy cách, vận động hạn chế tập trung đông người. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố, thì Ban chỉ đạo phòng chống COVID phường Chánh Nghĩa đã xây dựng kế hoạch liên ngành ra quân để mà kiểm tra xử lý các cái trường hợp mà không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thì qua đây cũng nhằm mục đích là tuyên truyền cho bà con là chấp hành nghiêm cái việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong cái công tác phòng chống dịch. Trong 2 ngày đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động nhắc nhở và xử lý hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, các địa phương của thành phố Thủ Dầu Một đã nhắc nhở, xử phạt trên 50 trường hợp. Trong đó xử phạt mỗi trường hợp vi phạm số tiền 2 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 117/2020, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.